cái sức đầu tư á, bình quân là từ 14 đến 16 triệu một hộ. Do đó rất cao, mà nhà đầu tư đó thì muốn đầu tư vốn ít nhưng mà được cái số hộ sử dụng nhiều thì mới có lợi nhuận, do đó mới đầu tư. Do đó kêu gọi các nhà đầu tư thì không ai vào. Đối với vùng nông thôn, đặc biệt là vùng U Minh Thượng đó, thì bốn huyện